bằng chứng sống của sự duyên dáng Khổng Thu Quỳnh. Thưa quý vị, một lần gặp cô em ở trong một cái chương trình nào đó thì mình bịt khẩu trang như nè, tại vì mình nghe đồn cô em nó cũng duyên dáng á, mình cứ né né tại mình sợ, mới sáng sớm mà gặp vô duyên cũng kỳ, vô duyên cũng kỳ. Cái giả bộ mình vừa chuồn chuồn đi, cái tự nhiên phát hiện ra chị giả chết rồi, mày xui rồi. Cái xong cái với Quỳnh kêu chị giả, em sắp thi rồi, lát nữa chị nhớ phù hộ cho em nha, ví dụ mà em với mấy người khác mà em gặp chị mà em nói bình thường quá, chị đâu có nhớ em, là bữa nay lên game show chị không có gì để kể với em hết, phải như vậy thì chị mới nhớ đến em, chị hôm nay chị mới có chuyện nói với em. Anh tạo ấn tượng với chị đúng không? Đúng rồi chị. Mà cũng không cần em phải đưa chị lên mặt thờ gì đâu. Đưa chị lên mặt thờ gì đâu.